hàng xóm của Việt Nam mang đủ bộ tàu chiến ra duyệt binh trên sông. Gần như toàn bộ những tàu mặt nước mạnh bậc nhất của Hải quân Myanmar vừa tham gia cuộc duyệt binh trên sông Yangon, mừng 72 năm ngày thành lập lực lượng. Cuộc duyệt binh mừng 72 năm thành lập và phát triển lực lượng Hải quân Myanmar được tiến hành ngay trên sông Yangon qua thủ đô nước này. Cuộc duyệt binh có sự tham gia của gần như mọi loại tàu mặt nước hiện đại nhất trong lực lượng Hải quân Myanmar hiện tại. Đáng tiếc là không có sự tham gia của tàu ngầm Kilo vừa mới được nước này cho vào biên chế. Tàu tuần tra lớp Super Devorah MK3 do Israel thiết kế. Hiện tại trong biên chế của Hải quân Myanmar đang có 4 tàu loại này. Mỗi tàu được trang bị một pháo 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Khinh hạm lớp Aung Jaya, số thân 11 của Hải quân Myanmar với trang bị vũ khí cực khủng bao gồm một pháo 76mm, 4 pháo cao tốc 30mm, 6 tên lửa phòng không, 8 tên lửa chống hạm KH-35. Cận cảnh tàu chở quân Majikina vừa mới được trang bị cho Hải quân Myanmar hồi cuối tuần vừa rồi. Khinh hạm lớp Kian Sitha do Hải quân Myanmar tự nghiên cứu và đóng mới. Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm C-802 cực kỳ hiện đại. Tàu đổ bộ lớp Makasa do Hàn Quốc đóng mới cũng vừa được đưa vào biên chế của Hải quân Myanmar hôm ngày 24 tháng 12 vừa rồi. Khinh hạm 12 được Hải quân Myanmar đóng theo lớp Kian Sitha. Đây là một trong hai khinh hạm duy nhất được Hải quân Myanmar đóng theo lớp này cùng với khinh hạm 14 Sin Pujusin. Tàu hộ vệ lớp Anaratha được Myanmar tự thiết kế và đóng mới với số thân 773. Đây hiện tại là một trong số 3 hộ vệ hạm lớp Anaratha đang phục vụ trong biên chế của Hải quân Myanmar hiện tại. Tàu cao tốc hộ vệ tên lửa do Hải quân Myanmar tự đóng với tên lớp Seri 5, số thân 561. Hiện tại, Hải quân Myanmar đang có tới 6 tàu lớp này trong biên chế. Cận cảnh tàu đổ bộ 1501 Muattama do Hàn Quốc đóng cho Hải quân Myanmar vừa mới được nhập biên hôm ngày 24 tháng 12 vừa rồi. Tàu tàng hình mang tên lửa số thân 491 được Hải quân Myanmar tự thiết kế và đóng mới với khả năng mang theo 4 tên lửa chống hạm C-802A. Tàu há mồm biên chế bên trong tàu đổ bộ của Hải quân Myanmar. Tàu hộ vệ UMS Tabiswati dẫn đầu đoàn diễu hành trên sông Yangon. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.